bắt bữa hổm mới vừa hái xong, bữa nay là có nữa rồi, nhanh quá. Ôi ôi quá chừng luôn. Quá chừng luôn nè. Để hái mấy cái cắp Mỹ hay thấy nó chín quá. Để hái vô thử coi đó, nó mình bỏ vô ngày canh ăn cho nó ra làm sao. Coi vậy chứ tắt nó nhanh ăn dữ lắm. Như đây chắc đủ nấu được nồi canh chua rồi. Ngon. Như là cũng có lặt vặt để ăn vậy thôi, không có cần phải đi chợ mua cái mấy cái lặt vặt này cũng đỡ dữ lắm. Tại vì ở quê á, mình có gì á, mình có trồng gì thì mình ăn cái đó. Giờ Khánh để tép vô trong nồi luôn. Nó cũng nhanh chín lắm. Thêm mấy cái lát chanh này nè, tắt này nè, sắc thêm mấy cái lát của trái tắc Mỹ nè, để vô cho nó thơm, nó ngon. Tắc này là người ta ăn nguyên cái vỏ gì luôn nè. Gì hơn coi trái tắc Mỹ là gì hơn. Ừ. Chút Khánh để vô tao nồi luôn cho ngon. Ừ.
Vô đi đủ ăn rồi gì thôi. Vô sắc đâu. Sắc sắc cái này qua đây nè, cho nó lâu, nó cái nào lâu chín để cho nó qua một bên nè. Mềm mà. Bụi môn thánh động ngoài tức thiệt luôn á, thánh chưa ăn được cái mẹ nào luôn. Mình thì thấy mà ngay chỗ cái đầu bờ á hả, mà nó tốt lắm, tốt ghê nha. Chỗ mấy chú già đó mà tại mà vì bự quá tại mà sao nay nó mất tiêu rồi, không dám ăn, để gầy á, để gầy ra cho nó có con nó nhảy ra đâu dám ăn đâu. Đúng rồi, biết rồi, thấy bụi môn nó rồi. Ủa nha, chán luôn á. Cái này là nó cao nhiều nhiều à. Xin lầy. Tại ngay đó đầu dũng á, cái mương nó lầy á nên môn nó tốt dữ lắm. Bây giờ còn con hả anh? Còn cái cây con mà biết chừng nào nó lớn gì hơn nào nó lớn. Nhỏ xíu à. Có ăn thì nó kiếm không nhà. Biết ai vậy? Nhiều khi đây người ta cũng bơi ghe qua hoài hả? Thì đó, ta bơi ghe đi tới bơi tới bơi lui qua hoài, mình không biết ai. Giờ mình để nào vô trước, nào vô sau ta? Để cà vô trước đi Khánh. Hả? À, vậy Khánh sắp cà. Rồi cái để biết gì nữa không? Ba cái đậu bắp. Đặng cho đừng nhớt á. Có mùi chua cái là nó không có nhớt. Một em cà vô cho nó đỏ đỏ. Nó đỏ đỏ với nó cái mùi chua á. Cái đậu bắp vô là nó không có bị nhớt. Có cà vô ha. Còn người ta khóm là người ta bỏ vô trước, khóm sắc mỏng mỏng á, để vô chụm lên là nó ngon, nước nó trong dữ lắm. Rồi giờ tới đậu bắp với môn bỏ chung vô lượt ha. Đây đậu bắp Khánh cũng sắc ra, sắc gì nó dễ ăn, dễ ăn đó, Khánh chịu ăn mỏng mỏng. Còn sắc nguyên cục nó cắn không được. Ăn canh chua mà cắn nguyên cục nó chạy tới chạy lui gì cũng không chịu vậy nữa. Sắc mà dừa với cái miếng rau kia vậy đó. Rồi gì hơn chậm cho sôi đi, cái Khánh để sôi rồi nè, sôi rồi nè con, sôi luôn. Ờ sôi ụt ụt rồi nè. Vậy Khánh sắc cái rau cần này luôn ha. Rau cần đó chừng nào nhắc xuống thì mình để vô ngon. Cuối cùng là bỏ thêm tắc. Tắc này Khánh không, Khánh quên tắc Mỹ hay tắc Thái Khánh quên đó. Khánh cứ nói tắc Mỹ không à. Thái gì vậy? Mình sắp vậy hả gì hơn? Được có ớt không? Chưa chưa bỏ ớt nữa. Rồi để ớt ngon. Để Khánh chạy ra Khánh hái cái ớt. Hái ơi. Khánh chưa không có ớt là không quên. Vậy hơn chậm cho sôi Khánh chạy ra Khánh bỏ vô liền. Không có ớt chín hái ớt sống đậy. Ui, đằng này có ớt. Cây ớt này là đợt đó thánh đồng nè, mà tới nay nó vẫn còn sống. Nó cho hai trái ớt nè, đây một trái còn bên đây một trái. Cái trái ớt đằng kia thì còn nhỏ quá thôi, Khánh hái đại trái ớt này đi. Công nhận là cái cây ớt này nó sống lâu thiệt luôn. Cũng lâu lắm rồi. Cái ớt ngon hả? Ủa ở đâu nhìn thấy? Ở cái bên bụi bông giấy á. Đúng rồi, có cái ớt sừng ha. Mà hẳn gì mà ngang nó gì cũng thấy nó. Vậy hả? Nó cũng muốn dần chín này, ở tao mới vàng vàng này. Nó sống chín là miếng cà là ăn được. Ớt mà. Rồi chưa khúc nó hồi để vô nước mắm nè. Rồi bây giờ rồi thôi có nha. Rồi để Khánh để gì vô trước gì vô sau. Để đậu bắp á. Đậu bắp với môn đi. Môn với đậu bắp vô trước ha. Với dù muốn cũng được. Cho muốn nè, đó. Giá nè. Cái này
này để một lượt, cái nào để trước, cái nào để sau cũng được luôn, tại vì khánh xanh sắc nhỏ nhỏ ngon quá, cái nồi này ngon quá chừng ngon luôn. Dì Hương chế gì đây, đây nước mắm vô miếng mắm vừa khánh hay gì hơn nãy giờ khánh chưa này nước mắm chế vô nửa giá gì hơn. Canh chua là phải có nước mắm đó mới ngon. Con muối nào chưa vô chưa? Có, rồi, muối rồi. Rồi giờ tới lượt con sơ đũa nè. Sơ đũa. Một nồi canh quá hết. Sơ đũa để trên đi và kìa để dưới. Sơ đũa này mà lẩu cũng ngon đó nè. Ăn là canh chua no nê luôn. Giờ không biết sao tộn lên đó nè. Quá chừng rồi. Quá chừng được. Vậy được hả gì hơn? Được hả? Để Khánh bỏ thêm ít miếng mồm vô nữa lại coi như không. Còn dư luôn á. Còn dư luôn sữa đũa nè. Đâu hết nè. Chờ lại đi. Tại cái nồi này nó nhỏ quá. Nhỏ quá lại luôn. Ngon quá. Cái đó là tép mình không sợ cho cá không dám sờ vậy rồi. Cá sờ thì nó bị gã ra hết. Chắc được rồi Dì Hương ơi. Giờ Khánh để rau niêm nè. Với ớt. Hồi nào có giờ Khánh chưa có ăn cái rau niêm gì, rau cần gì lá này vô thì nó như ngò đúng không vậy đó. Dưới này là tắc nè. Khánh để tắc vô đây luôn cho nó thơm. Tao để thử cái ăn ra sao. Hồi nào thì chưa để. Rồi nhắc xuống là được rồi. Chín quá cũng không ngon. Canh chua mà. Thôi cũng ngon. Nhẫn nhẫn. Rồi cơm canh chín hết rồi. Giờ Khánh sắc ớt làm nước mắm. Mặn để ăn cơm là được. Thơm quá chừng luôn. Nóng quá. Có rau muống nè. Có bông sơ đũa. Có giá. Này coi cái bữa nay có cần trái không? Canh chà chua nha. Ăn miếng thôi. Qua ăn vô nó sắc độ quá biết đó. Ăn thế nè. Ăn vô chưa? Dì Hương ơi ăn cơm, Dì Hương ơi. Có cơm cháo. Dì Hương đưa chén Khánh đi cháy. Mấy bên này nó không vàng mà mấy bên kia. Ngon quá. Nhưng mà cũng ngon. Bữa nay thì gạo mình biết ý của nó rồi. Nó khô. Nó ráo hơn mấy bữa trước. Nó còn chắc nước nhiều, để nước nhiều nó ráo. Nó ráo hơn. Này vậy nay nấu cơm vừa ăn
Nước nhiều chắc nó ráo nó khô. Ừ. Nước ít quá nước nó không đạt nước hết. Dạ Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với Khánh với Dĩ Hương ăn cơm cây nhà lá vườn. Xin mời ông bà cô bác ăn cơm với kinh chùa. Cây nhà lá vườn ăn cơm trong mùa dịch nha. Tại vì không có đi chợ, ghé đi ngang đường thì người ta có bán gì thì mình mua cái đó vậy thôi. Dĩ Hương ăn đi. Tép này giờ. Một cái ngon quá. Hai con tép. Ăn canh chua thì mình chấm với nước mắm mặn nó sẽ rất là ngon. Ăn thử coi. Ngon quá. Ngày nào cũng có cơm trái ăn hết rồi. Cơm trái mà chấm với nước mắm mặn không vậy Khánh cũng khoái nữa gì không? Ngon. Cơm trái ăn với mối quẹt cũng ngon, nói chung là cơm trái ăn ăn khăm cũng ngon. Cơm trái ăn với mối mè cũng ngon. Yêu cầu là có cơm trái là cái gì nó cũng ngon. Chăn nhẹ cũng được, chăn nước mắm lên nha. Ngon quá. Giờ Khánh ăn rau. Rau cây nhà lá vườn. Rau muống với giá nè. Mình mới vừa ăn vô là mình nghe cái mùi rau cần gì lá. Cái lá rau cần mà hồi nãy Khánh thêm canh á. Mới ăn vô là nghe mùi của nó liền luôn. Giá ăn tị hà cũng hay. Ngon quá. Hồi nãy thì Khánh sợ để tắt không nó không chua hông, cho nên là Khánh có để 3-4 cái hộp me vô trong này. Rồi lấy ra ngoài. Dĩ Hương ăn cơm đi. Thường canh chua người ta ăn miếng gì vậy hả? Nếu mà ngày thường á thì cá kho khô tiêu vậy. Rồi không thì tép rang. Tép rang cho thiệt là khô á. Ăn cũng được cũng ngon. Mà có khô tiêu ngon nhất. Cá khô tiêu ăn với canh chua hả? Thấy nước miếng dùng cho ngọt 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 á. Đây là rau muống. Hảnh này xuống qua nè. Khánh ăn cơm là nên là ăn với rau nhiều hơn là ăn với thịt, cảm thấy người nó khỏe khoắn nó gì không. Ăn rau được nhiều lắm. Mình cảm thấy trong người mình nó khỏe ra luôn á. Rồi mà không có ăn rau không uống nước thường à, sao bị bệnh. Ngồi mà nó khô khá. Khánh thì Khánh ăn canh chua ít khi nào Khánh chan chung lắm. Khánh chỉ ăn riêng nước ra nước, cái ra cái. Thì đúng là có người ăn nước không. Có người ăn nước không không? Có người ăn nước không? Bạn họ nó ăn cơm. Có người ăn cơm trước á, ăn cái trước không họ ăn nước sau. Tùy thì ít thích. Nhiều hơn được chén hết gì không? Bông sữa đũa ngon rồi không? Nấu đũa thứ gì ngon. Xem trái tết nha.
bông sơ đũa nè, mà nấu canh chua á, khi mà nấu xong á tới giờ này nè nó vẫn còn có cái hậu á, ngọt ngọt trong đây nữa. Ừ, ngon hậu, cái mập của nó. Cái này là tắc nè, tắc tắc Thái, tắc Mỹ gì Khánh Ngô không biết nữa. Đó, ăn thử nó thơm thơm, nó chua chua, nó không có chua quá mà ăn nó vẫn ngon. Cái the nó vẫn còn nằm trên tới tắc á. Ừ, cắn nó xịt ra ngon. Chắc là ha, ăn cũng được. Ừ, người ta chưng với đường phèn. Ừ, nè chắc là ăn xong cũng được. Hai gì ăn hỏi tép quá chừng này thôi, đưa tép hâm. Ăn cho hết tép luôn. Tép nấu canh chua ngọt lắm. Con tép là nấu canh chua nó nhanh lắm. Có người thì ở quê mà khách tới nhà không có món gì làm thì cũng nấu bậy một tô canh chua gì nè để khách. Mấy ông, hai ba ông ngồi lai gai. Tô canh chua cũng làm lên được tất cả luôn. Món nồi canh chua là coi như là Khánh với dì Hương là giải quyết sạch sẽ luôn rồi đó. Còn này là nước không à, no quá chừng no luôn. Nghĩa là mình hái chị ô, mình đi mua chỉ có miếng giá thôi, với một hai trái đậu bắp, hai trái cà, một cọng ngô nhỏ xíu à. Rồi về còn nhiêu ra trong vườn hái sạch, bỏ vô trong nồi nấu ăn no luôn.